Ồ, chào anh em nha. Hôm nay tụi mình đi hái nho rừng các bạn. Bữa nay thử cái điểm của năm ngoái, tụi mình thăm lại coi có hiện tại có nho rừng nhiều như năm ngoái Trước mắt thì thấy có rồi đã. không. Con chùm rồi Rồi, chứ. tụi mình đi nha các bạn. Chùm này còn nhỏ nữa bạn ơi, ngon quá. Hôm nay đi thử đầu mùa nè mà chưa biết có hay không nữa. Đâu lên đây à? Đây là khu này non quá à. Hơi non các bạn, anh em mình sẽ leo thử này. Hình như trên này có chùm chín các bạn, đó đi chùm chín chưa các bạn, coi nha, chùm té đó, không bự lắm đâu, hơi nhỏ, chùm đầu tiên anh em, mua này hơi thôi thất thu nha. Còn hơi non các bạn, này chắc từng sau là mình có thể hái được. Có không vậy? Vô trong đây cho. Rừng này đi phải chui anh em, chứ còn còn mình đi thực tế đi ngoài kia không đi được. Thì có tiền chứ lo gì. Không chưa nè, mấy chùm rồi anh em nè, chuyển cao xuống nè, chưa chín hồi non ha, cái này chắc là 2 tuần nữa mới hái được. Cái này đi hơi thất thu các bạn ơi. Đâu. Rụng vô là rụng luôn. Bạn phải lấy bịch ra trước rồi. Hồi nãy cái chùm nãy tụi mình hái nè. Đầu tiên là tôi đi nãy giờ rụng hết luôn. Ở trời quá. Thôi bỏ vô đi. Đi dạo có 1 vòng quay lại. Chui rừng nó dính cây rụng hết luôn. Đây. Chùm phải bọc nó lại trước mình mới hái mấy bạn ơi. Nó rụng hết. Già quá hả? Ừ. Quá rồi. Có chùm nào chín vừa vừa nó mới đẹp. Đó, cái này nó chín nó rụng hết trơn, cái này sóc ra hết trơn luôn đó. Một chút xíu à. Ừ. Rồi, bữa, tiến tới luôn. Thấy gì đâu? Đâu rồi. Mới ngồi đây tôi thấy mấy chùm chín. Cháu đi ra ai hái nè. Đùa. Hay là có nhiêu đó không, nhìn lộn không? Này nè, đây nè. Chín đây nè, ba bốn chùm nè. Ừ. Trời ơi, chín dày mà. Nhớ chín nó chùm tôi mới hút vô. Sao? À. Ông ơi, trong này cũng đang chín quá đây nè. Đây đây, cầm bịch đây. Leo luôn à.
có đẹp gì đâu. Năm ngoái chùm bự bự mới đẹp, năm nay mấy chùm này có đẹp gì đâu. Đây. Này anh em ơi, đó vô rồi, từ nãy giờ mới được cái chùm đỡ đỡ nè. Là không có đẹp lắm, nhưng mà nó cũng đỡ hơn những chùm khác. Xin chào, chùm này là cũng được rồi nè. Cái này chắc cỡ 3 lạng. Tạm thời bỏ vậy đó nha bạn. Tiếp tục đi. Nho chùm chùm chín đã. Ba trăm lo. Rồi, có thu hoạch có kết quả đang nghe nè. Hai chùm. Đây. Con lý. Anh thợ đực này chịu khó trèo kìa. Rồi, có chùm nào lớn ở trên không? Rụng hết rồi. Nó là táo quả rồi. Ông ngoài đó chỗ bữa hái chưa có ấy à? Đây nhưng mà nó chưa dính mà hả? Đâu để qua thăm thử. Nghĩa qua bên kia thăm thôi nha. Nhà cầm nói nhiều rồi bên. Qua sẵn làm đoạn cho anh em coi. Đẹp này, dài dài lạc cái dĩa này thấy không? À. To nữa. Cái này là chừng 2 tuần nữa các bạn. Là nó sẽ bắt đầu chín bối hết. Cái này là cái này đếm chùm nữa nè. 1 2 nè. Đẹp quá. Nè. Chùm này dài ghê mà, chùm này chắc mấy ký luôn á. Nhiều quá anh em ơi. À, chưa chín thôi, tiếc là chưa chín. Cái này nếu mà hái hết cái dây này chắc phải 20 kg là tệ nhất. Nè thấy đã không? Rồi trên này nữa nè. Anh em coi nè. Quay xa, quay thu gần lại. Nè quá trời luôn nè. Câu phần của đứa tôi ông còm hết rồi làm. Đây. Hả? À, đảo hả? Ừ. Nhóc cây luôn. Nè. Ta. Tôi qua thấy. Bỏ cái dây này, bỏ cái dây đất rồi cháy luôn nè. Bữa trước thấy xíu xíu mà nó nhiều ghê ghê quá ha. Ồ, anh em coi nè. Đưa sát cho anh em coi luôn nè. Chùm nào chùm nấy hơi ký lô một chùm. Nói chung là vậy. Nho xanh ninh thuận nha mọi người. Ninh thuận gì? Nho xanh ninh thuận. Khổ á. Nè, coi thử ơi, từ dưới lên nè. Đây là... Đó, còn khúc dưới nữa mà mình không quay hết được. Đưa lên cho anh em coi luôn nè. Đó, càng lên trên là càng chùm càng lớn hơn nữa. Trên đọt che cây che hết rồi không có thấy nữa. Nó mới vừa ra thôi. Đâu nè. Đó trên đọt dựng những cái trái nó vừa ra mà đen luôn kìa. Thì đó thì nó cao quá không thấy. Đen luôn. Năm ngoái được cũng vậy đi non cái giờ mà 2 tuần sau chín chứ mấy. Nó mới vừa phải.
Cái này là tụi mình mới dễ tham quan thôi các bạn, chứ đi sớm quá thì nó chưa chín các bạn ơi. Có chín luôn à? Đó, đó, đó. Đó các bạn ơi, có 2 chùm chín này các bạn. Đó, đó. Chờ đến bao giờ? Thế này con hái chờ đến bao giờ? À, giờ là trong này có được 2 chùm chín. Hái luôn 2 chùm đi. Đây, bây giờ. Mới đầu mùa nên đi thành ra là nó hơi thất thu xíu các bạn. Thì nó chưa có chín lắm, còn non quá. Chừng rác lưỡi á, một chút nó rác lưỡi lắm. Này, 2 ký chưa ta? Chắc chưa được 2 ký đâu. Nay chùm nhỏ hơn. Mới chín nhưng chùm nhỏ nữa các bạn. Chùm lớn thì chưa chín. Nhỏ lên cao à, chín hết nhưng mà giờ mình đâu có leo được đâu. Chín còn với cùi thôi. Ở đây là gần ngoài đường luôn các bạn, hình như là cũng chưa chín, cái chùm này là còn non lắm. Đầu mùa coi như mình đi khảo sát nha các bạn. Ghi lại những hình ảnh trong lúc mình đi mình khảo sát được thì quay lại cho anh em coi cho vui thôi. Hai chùm dưới rụng hết rồi. Phát hiện mấy chùm nho chín đây này các bạn. Mất luôn dây luôn, nắm dây lại luôn. Thôi đừng ác. Thấy không? Ồ, đây này sao hái nữa ta? Đau quá. Còn số bên kia này chưa chín. Thôi, này lôi xuống được mà. Rồi, khỏi phát công leo nha anh em. Ôi, cái này đẹp nè. Đẹp quá anh em ơi. À, đây coi, đây coi. Ồ, cành này. Từng cạnh một luôn. Rồi mà không thấy chùm bự thì thôi. Thấy chùm bự lùi xuống liền. Rồi. Quá đẹp. Cái này chắc được 3 chùm các bạn. Mấy chùm bên dưới này là chín rụng hết rồi. À, cái đó bỏ đi. Đó, được rồi, được rồi. Được cái chùm như vậy là thấy mê rồi. Bỏ bạch lo. Đây ngay vị trí mình để xe lắm các bạn. Từ lúc đầu vô là không để tới. Lúc đầu vô không để ý tới. Hôm qua cái anh đằng trang kia ta coi còn không? Không. Cái đằng tre á. Hết một lần lên nó ra không có đều. Trên còn bông luôn à. Đầu mùa nghe anh em. Đó. Mới ra được mấy chùm à. Dầu rừng là sẽ có được sản vật rừng nha các bạn. Đó, nho rừng nè. Thực tế là rất là đẹp nha anh em. Này nói chung là cũng được 2-3 chùm là cũng lớn rồi nè. Đó. Còn những chùm ở trên này nó còn hơi nhỏ. Chùm này đẹp nè, vừa nhất nè các bạn.
để mình đi tham quan bên kia thử coi còn chụp hình không. Hôm nay tụi mình lại đi tiếp tục ở khu rừng keo. Năm ngoái nho khu này rất là nhiều, hôm nay cũng chưa biết là sao các bạn. Đó, khu này à. Nho còn hơi nhỏ này anh em. Trên đây nè, đó. Năm nay là nó trái nó hơi trễ mùa. Nó lại bình thường là giờ này là cũng già bắt đầu chín hết rồi, chín mối nhiều rồi. Mà năm nay nho rừng vẫn chưa chín nhiều các bạn. Sao khu bên đó có nhiều không? Vậy là năm nay là có số lượng ít hơn mọi năm rất nhiều các bạn. Chỗ này nhiều nhất đúng không? Sao? Khu này thì cũng nho cũng nhiều mà, nhưng mà tại vì nó còn hơi non, non quá. Chẳng khoảng 2-3 tầng nữa các bạn. Khoảng 2-3 tầng nữa là tụi mình có thể đi tiếp tục thu hoạch nho nữa các bạn. Chắc vượt qua cả hang chính các bạn là tụi mình mới tiếp tục quay trở lại vườn nho này được thu hoạch. Năm nay dự kiến làm một hũ rượu vang các bạn, hũ rượu nho thiệt là ngon. Thôi tụi mình cũng đi ra các bạn. Ở đầu mùa chỉ hái được nhiêu đó các bạn, chắc cũng được cỡ 2 kg à. Còn giờ thôi tụi mình về, chứ đầu mùa có giống như là mình đi tham quan thôi, sẵn quay cho anh em coi cho vui, chứ mới chín được có vài chùm à, không có nhiều lắm. À, tạm biệt các bạn.